Lâu lâu ở tù vui quá ha. Cũng khang trang ghê á. Có thực đơn nữa nè. Chơi một trà chanh. Chơi phút bạch nha. Bật to mới làm chút xíu. Không sợ cuộc đời này gặp gành trong gai, tao còn không sợ, vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ. You should show me some respect. I dragged you out of hell, I can throw you back in. I need your love, I need your time, and everything's wrong, you make it right. Feel so high, I come alive, I need to be free with you too. Ass like Kim and a face like Rihanna. Ủa, em tên gì? Tao nói mấy công chị cười. Chị hứa chị không cười. Em tên khùng. Tên khùng. Rồi chữ lót em tên gì? Bị. Rồi hỏi em. Thôi. Nói đi. Tao. Là tao bị khùng á. Tao bị khùng. Ủa? Cái gì tao bị cơn tâm của đường cháu không phá tả lâm nhi mà còn người yếu em dáng tuổi ế này anh có ý bản thân mình không đều cỏ làm tinh địch về ế nhẹ nhà anh có bằng rủ không mà sao rồi chiều về anh em say quá muốn phải cho một trận hả muốn phải cho một trận hả ôi trời ơi sợ quá à. Sợ thiệt đó sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi để... Có ra được không đây?
Lu, rất nhiều người thắc mắc muốn biết. Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu, Lu được 11 tháng tuổi rồi. Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký. Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký. Con dê nặng 35 đó ông nội. 35 ký. Trời ơi, mày... Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhá. Mồng 1, mẹ Mai mua một miếng miết mật. Mai mon men muốn móc một miếng. Mẹ mắng Mai mặt mo. Mai mắng mẹ mặt mẹt mồm méo móc meo mọc mụn. Đi đâu chơi nhớ biết đường về sớm hay chưa? Uống ít thôi không có say là bạch ta là nhẹ. Ngày đầu năm đừng nên quá đà, rượu bia vừa vừa phải thôi, không mất vui đầy bạn nè. Anh gọi em đấy. Em đang ăn gì đấy? Ăn bánh á? Em bỏ bánh đi. Ăn anh đi. I love you fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.